Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần tay Daiwa, cần bãi. Chiều dài là 10 m. Tem nội địa Nhật đây bạn. 10 m. Tonamento. Sản xuất bởi Daiwa. Đít xước nhẹ đây bạn. Còn gần như còn 90%, rất đẹp. Tháo từng đốt một cho bạn xem, để tiền đến cân. Trọng lượng của cần. g 340 gram, 10 m 340 gram. Đốt một bạn xem. Lít. Còn rất mới. Còn rất mới. Chín đốt cả đầu, cả đốt ngọn nữa. Đầu alo nữa. Các bạn ơi. Ly 8 ạ. Còn đây còn mới nguyên. Rất đẹp. Vừa rồi đang đã giới thiệu các bạn cần Daiwa Tonamento, chiều dài 10 m, độ cứng tầm 3H. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Phát Sinh.